Chào cả nhà, hôm nay gia đình mình sẽ đi xuống dưới gần nhà mình là có cái sông Ujigawa nha cả nhà. Rất là đẹp. Và hôm nay và ngày mai là lễ hội của hoa sakura cả nhà. Vì vậy hôm nay em sẽ đi review cho cả nhà mình cùng xem nha. Rất là đẹp luôn. Và tại sao ở Nhật Bản có nhiều điểm khu du lịch nổi tiếng khắp trên tất cả các nước trên thế giới đều đến Nhật Bản. Hầu như mỗi ngày nha cả nhà, đều đông như vậy. Không phải riêng gì hôm nay mà người nước ngoài cũng rất là nhiều nha cả nhà. Đi ở đây cặp bên con sông Ujigawa rất là đẹp luôn. Chút nữa mình sẽ đi xuống phía dưới con sông Ujigawa. Ở đây có hai ngã nha cả nhà. Bên phải mình là ngã đi vào chùa. Còn bên trái của mình là đi xuống phía dưới sông Ujigawa. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới sông Ujigawa, mình sẽ quay cho cả nhà xem ha. Đây là hoa sakura nha cả nhà. Hôm nay nở rất là nhiều luôn. Đây thì mình sẽ lên cái bậc thang đó, mình sẽ đi lên phía bên cạnh của sông Ujigawa. Tôi đã mua cây kem rồi. Đây thì phía bên đây là con sông Ujigawa nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đó, mình sẽ đi xuống. Đây còn cặp bên bờ sông Ujigawa là có hoa sakura rất là nhiều luôn. Hiện tại là bây giờ là tháng 4, ngày 6 tháng 4 nha cả nhà. Nếu cả nhà muốn đi Nhật Bản thì đi những ngày này nè, là hoa sakura đang nở. Còn đi hút qua nữa là không có còn hoa sakura, mà đi sớm quá là chỉ xem được nụ thôi cả nhà ơi. Đi đúng ngày như vậy thì được xem hoa sakura rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ qua cây cầu. Đây ở dưới này, nước dưới này là nhìn rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Đây. Cũng có nhiều bạn thuê đồ kimono để chụp hình đó cả nhà. Hai bên bờ sông Ujigawa là hoa sakura rất là nhiều luôn. Phía bên bờ bên kia nữa kìa cả nhà. Bên kia cũng rất là đẹp nha. Cây cầu đi qua, cây cầu cam. Đây là một cây cầu để bắt qua bên Yama bên kia cả nhà. Bên núi bên kia có mấy cái đình thần. Hôm nay chảy mạnh đó. Đây. Mấy ngày trước là trời mưa nhiều cho nên con sông Ujigawa là có nước nhiều nha cả nhà. Còn trời mưa mà ít là sông Ujigawa nó sẽ cạn. Cái đập thì nó ở tuốt phía trên. Cái đập thì em cũng đã quay cho cả nhà mình xem rồi. Phía bên đó mình đi dài lên, đi lên núi là ok luôn. Bên đó cái chỗ mà cây cầu phía bên lớn nha. Bên đó người ta có rào ba cái lưới lại, tại mình ở trên đây mình nhìn không có thấy. Cá rất là lớn, cá phía trong đó là rất là nhiều. Ở dưới này rất là mát nha cả nhà.
nhiều cả nhà. Đẹp quá. Hôm bữa em có đi nhưng mà mấy hôm trước đi ở đây nhưng mà hoa chưa có nở nhiều. Sông nhìn thấy đẹp hả cả nhà, hoa cặp bên phía con sông nhìn thấy.